Buddha giá, Nam mô Tham ma giá, Nam mô Sang kha giá. Con kính hành lễ quý sư, quý cô tu nữ, xin kính chào quý học viên đã đến giờ vào lớp học. Kính xin tất cả tắt âm thanh, trang nghiêm thân khẩu ý, hướng tâm vào thời kinh lễ bái Tam Bảo. Dạ xin mời chị Tịnh Hạnh thay mặt lớp tụng kinh Tam Bảo, xin mời chị. Dạ, Nam mô Buddha giá, Nam mô Tham ma giá, Nam mô Sang kha giá. Con kính hành lễ sư, con kính hành lễ quý cô tu nữ, con xin kính chào quý học viên trong lớp. Con xin thay mặt lớp tụng kinh Tam Bảo. Sage kame cha rupe hiri sikharata te chantali khe vimane je pera te cha ga me taru anagahane je hawa thum hi che te kumma cha jantu dewa chala thala visame rakha gantha panaga te chanta santi ke yang muni warawa chanang sa kawo me sunantu thamma sawana kalo ayam padanta thamma sawana kalo ayam padanta thamma sawana kalo ayam padanta Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Buddhang saranang gacchami, dhammang saranang gacchami, sanghang saranang gacchami, duttiyampi buddhang saranang gacchami, duttiyampi dhammang saranang gacchami, duttiyampi sanghang saranang gacchami, tatiyampi buddhang saranang gacchami tatiyampi dhammang saranang gacchami tatiyampi sanghang saranang gacchami itiriso bhagava arahang samma sambuddho viccacarana sambandho sukato lokavido anuttaro purisa dhamma sarathi sattadhi Vamanusanang buddho bhagavati nati me saranang anyang buddho me saranang varang etena sacca vacce Nahotu me jaya mangalang uttamang gena vandeham badapang songvaru uttamang buddheyo Kali to do so bua to kamatutang mamang Swaka to phagawata thammo sandhiti ko akali ko ehi pasi ko opanayi ko pachatang vei Titappo vinyo hiti nadi me saranang anyang thammo me saranang varang etena sacca vacce Nahotu me jaya mangalang uttamang gena vandeham dhamman ca duvitam varang thamme yo Kalito doso thammo kamatutang mamang Sobatipanno bhagavato savaka sangho Ucobatipanno bhagavato savaka sangho Nyayapatipanno bhagavato savaka sangho Samichipatipanno bhagavato savaka sangho Yajidang chatta Riborisa yogani athaporisa bhogala esa bhagavato savaka sangho ahunayo pahunayo dakinayo anchalikaraniyo anuatarang punyakhetang lokasatinati me saranang anyang Sangho me saranang varang etena sacca vacce Nahotu me jaya mangalang uttamang gena vandeham
Sang khan cha đô vi tha tam mang sang thế yo kha li tô đô so sang phô kha ma tu tăng ma mang quan đa mi chế ti yang sa pa kha ni so pa ti ti tăng sa ri ri ka tha tu ma ha bo thi bo tha ro pa sa ka lang sa da Sam bua thi a tha vi san cha đo da san cha sa ha sa ke pan cha sa ta sa ha sa ni na ma mi si ra sa a hang te sang tham man cha sang thay cha da re na na ma mi hang na ma ka ra nu pa ve na ha toan sa pe u pa ta ve a ne ka an ta ra ya pe ve na san tu a se sa to sam bu a thi pan cha pan ya san cha cha tu ve sa ti sa ha sa ke da sa sa ta sa ha sa ni na ma mi si ra sa a ha te sang ha man cha sang han cha da re na na ma mi hang na ma karanu pa we na han to sa te u pa ta we ane ta antara ya pi we na san to se sa to sam bu te na u ta ra sa te a kha cha ta li sa sa ha sa ke we sa ki sa ta sa ha sam ni na ma mi si ra sa a hang te sang tham man cha sang khan cha da re na na ma mi hang na ma ka ra nu pa we na ha twa sa te u pa ta we a ne ta an ta ra ya ki vi na san twa se sa to sa te pura thi ma ya ni sa ya sa ta a we ra su thi ha tu sa te pura thi ma ya anu ni sa ya sa ta a we ra su thi ha tu sa te da ki na ya ni sa ya sa ta a we ra su thi ha tu sa te đa kỳ na ya anu di sa ya sa ta a ve ra su ki hon tu sa pe ba chi ma ya di sa ya sa ta a ve ra su ki hon tu sa pe ba chi ma ya anu di sa ya sa ta a ve ra su ki hon tu sa pe o ta ra ya ni sa ya sa ta a ve ra su ki hon tu sa pe o ta ra ya anu ni sa ya sa ta a ve ra su ki hon tu sa pe u pa ri ma ya ni sa ya sa ta a ve ra su ki hon tu sa pe hè thi ma ya ni sa ya sa ta a ve ra su ki hon tu sa te sa ta a ve ra hon tu su ki ta hon tu ni tu kha hon tu a ya pa cha hon tu a ni kha hon tu ni kha yu ka hon tu a ro ka hon tu sam ba ti hi sa me chan tu su ki a pa nang ba ri ha ran tu lo kha pa ta cha ni tu kha pa ya pa ta cha ni pa ya so ka pa ta cha ni so ka hon tu sa pe ni ba ni no a ka sa tha cha pa ma tha di wa na ka ma hi ka quân nhãn nô an mô đan tu chi răng ra khăn tu sa sa nang a ca sa tha cha phong ma tha đi qua na ca ma hi chi ta quân nhãn nô an mô đan tu chi răng ra khăn tu nô ca ro a ca sa tha cha phong ma tha đi qua na ca ma hi chi ta Ôn nhãn nô an mô đan tu chi răng ra khan tu nhà ta yô a ca sa tha cha bò ma tha đê qua na ca ma hi ca Ôn nhãn nô an mô đan tu chi răng ra khan tu pa ni nô a ca sa tha cha bò ma tha đê qua na ca ma hi ca
Bồn nhang nô an mô đàn tu chi răng ra khăn nô sa đàm. Ý đăng quá tà nô bồn nhang a sa wa ka ya wa hang mô tu an a ga tê ka lê. Sa thú sa thú. Sa thú. Kính mời giảng sư Tinh Tuệ Từ Bi hoan hỷ giảng dạy bài học Pali ngày hôm nay. Dạ chúc lớp có buổi học pháp an vui. Dạ con kính như mít đến sư. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Mai Giá, Nam mô Sắc Mai Giá. Xin chào ạ. Dạ, con kính lãnh lễ sư ạ. Kính lãnh lễ sư. Con kính lãnh lễ sư ạ. Dạ. Giờ hôm nay chúng ta học bài. Con kính lãnh lễ sư ạ. Dạ. Bài số 14. Bài số 14 là thiên sứ thứ hai. Sửa bài tập chưa xong rồi. Thưa sư, bữa sửa bài tập chưa xong mất thưa sư. Bài tập số mấy? Nâng cao mà thì cứ được xong ly chưa nó sửa. Sửa bài thứ 13, bài Pali dịch. Ủa, tiếng Việt dịch ra Pali thưa sư. Tiếng Việt dịch ra Pali chưa xong. Nâng cao, bài tập nâng cao. À, dạ dạ, cái phần nâng cao còn vị sang Bali nữa sư, sư xin lỗi sư. Anh hỏi bài tập cho lớp sửa bằng nâng cao một chút đi. Tưởng nó sửa bài tập hết rồi. Dạ rồi, bây giờ có 5 câu các cô chọn chọn sửa đi. Cô sửa câu số 2 cho. Dạ. Còn ai sửa câu nào không ạ? Thank you.
mua rau được không? Chị sửa có một chị bán lên rồi nghe ai chăng? Cô mấy chị có một hả? Ừ. Cô đưa lên rồi xong. Dạ. Còn có 3, 4, 5. Có ai sửa câu số 3 chưa Trân? Dạ chưa. Nếu không ai sửa, cô xin sửa luôn câu số 3. Thank you.
sư. Nào thí nha. Rớt dâm vậy sư? Xong chưa? Dạ chưa, nhưng mà hỏi sao rớt dâm có báo trước không đó sư? Ai sư báo sư ra anh tiếng rồi. Hả? Ai sư báo sư đổi máy rồi. À sư đổi máy hả? Dạ còn câu 3, câu 4.
Dạ còn câu 3 câu 4 có ai sửa không? Câu số 3 cô đang đánh lên. Dạ. Ồ mất rồi, thôi tăng viết một câu đi, cô đánh mất rồi. Dạ dạ. Cô đọc đi cô. Tê ná hí. Tê ná hí. Xuống thô đá ná ra cha. Đức vua thôi mà. Đã... này Đức xuống vua thôi mà. Đá ná. Xuống thô đá ná ra cha. Ra cha của Ma Rá Xá. Ra chá của Ma Rá Xá. Nam Măng. Nam Măng rồi. Tha Bê Tung. Bá Hú Kê. Ok. Brahmane. Brahmane. Brahmane các Bà La Môn. Bệt. Có dấu quyền nữa. A dấu quyền. Brahmane. Bá Hú Sú Tê. Ní man tê xí. Xong. Thầy Đức Vua nè. Hả? Đức Vua là mà đâu phải Vua Tịnh Phạn. Đức Vua. Khi ấy Đức Vua câu số 3. Vì thế Đức Vua không có Tịnh Phạn. Đức Vua thì dùng chữ Raja. Nhớ còn câu 4. Câu 4 của Hoa Nguyễn làm rồi đó Trân. Có Hoa, chị Hoa làm đó Trân ơi. Trân lấy lên đi. Thôi sơ xong rồi. Thôi sơ Phật tử sửa xong 5 câu rồi. Trần cái câu số 5 Trần cái tùng á Trần. Bấm lộn sang ba cô sẽ tùng á câu số 5. Câu số 2 á. Sang tí căn mà sang tí căn cô viết kia lộn mà chữ gì đó. Câu số 2 á Trần. Bô xe tùng bô. Bấm bồ no. Câu số 2 sang tí căn, sang tí căn chứ không phải sang tú. Rồi đúng rồi. Để thư sơ xong rồi. Đây câu 1. Sau khi tự mình nỗ lực để tu tập, Bồ Tát đã đạt được sự giác ngộ dưới cây đại thọ Bồ Đề. Như ở đây chúng ta có Bồ Tát là chủ từ, nên mình chia nó là Bodhisattva. Sau khi nỗ lực là bất biến quá khứ phần từ là Vajamitva. Tự mình nỗ lực thì
tức là bằng sự nỗ lực của bản thân, cho nên mình không thể sử dụng atano được. Atano nó là cái thứ sáu. Cái tự mình ở đây nó phải là cái thứ mấy? Mấy mới được. Cách thứ mấy mới dịch là tự mình được? Thứ ba thưa sư. Cách thứ ba mới được. À, dạ. Cách thứ ba mình mới dịch là tự mình. Nhất lộn. Sửa lại cái đó đi. Atana. Con nhất lộn chẳng. Sửa lại Atana, tự mình nỗ lực để tu tập thì Pavi tung là được rồi. À, nỗ lực để làm cái gì đó thì bị biến cách. Sau khi tự mình nỗ lực tu tập, Bồ Tát đã đạt được thi gây chi đã đạt được sự giác ngộ Samputin là đối cách ha, đạt được cái gì đó thì đó là đối cách. Dưới thì sử dụng là Hetha, cây đại thọ Bồ Đề, Mahaputhi Rukhasa. Trước Hetha thì mình sử dụng cách thứ năm rồi được rồi đó. Ủa thưa sư, cái Atana sao lại dùng cách thứ ba Atana sư? Tự mình đó, do mình tự mình đó, sử dụng cách thứ ba. Tại con thấy có hơi khi cũng tự mình Atano thì khi nào Atano, khi nào dùng Atano? Là của chứ sao mà tự mình được? Của mình đó hả? Của mình hả? Atano là sở hữu. Dạ. Rồi câu số 2. Khi ấy Đức Vua Suttaranna đang bồng thái tử đến gần vị đạo sĩ để dạy cho xá chào. Khi ấy là Athakho, Đức Vua Suttaranna là chủ từ, Suttaranna Raja đang bồng thái tử đến gần vị đạo sĩ để dạy cho thái xa chào, đang bồng Aharati thì hiện tại đang bồng thái tử, bồng ai đó thì cái đó được chia ở cách thứ hai. Đến gần thì mình dùng là Santikang với cách thứ sáu. Đến gần vị đạo sĩ nên ở đây là Tapasasa Santikang, để dạy cho đảnh lễ. Wanda Petung là để dạy cho đảnh lễ hoặc là xa chào. Rồi đó là cách thứ câu số 2. Câu số 3 cho lên tí nữa thôi, coi không thấy. Vì thế Đức Vua cho mời nhiều vị Bà La Môn thông thái đến để đặt tên cho thái tử. Tên Hí là vì thế Đức Vua là Raja, là chủ tử ở trong câu. Cho mời, đã cho mời ha, người ta biết vậy thì mình vẫn hiểu là đã cho mời, nên ở đây nó là động từ thì quá khứ. Nimantesi đã cho mời. Nimantesi thì nó chỉ là mời thôi, phải là nimantapesi mới được, mới cho mời. Nimantapesi vậy mình nói dịch nó cho mời được. Cho sao mời vì... gì? Cái câu hỏi ví dụ vị trí mà Bà La Môn nên viết trước động từ hay là viết ở vị trí đó được thưa sư? Viết sao cũng được, đâu có sao. Ủa chứ không phải Bà La Môn nó cuối cùng hả sư? Tại báo số T là thông thái, là tính từ, là phải trước cái Ramane chứ. Ở phía trước nó có một cái tính từ rồi. Quá ok. Tại ở đây nó không phải là tính từ dạng kể, cho nên biết để cho nó giãn cách với nhau một tí chứ. Quan trọng là nhìn cách của nó thôi. Như Bà La Môn, như Bà La Môn Pa Hu Ke Pramane Pa Hu Sute thông thái để đặt tên Thập Pê Tung Nam Măng
tháp bê tung mà không? Nam măng tháp bê tung, đúng rồi, tháp bê tung chứ không phải tha. Chữ tháp ở trong dưới. Tháp bê tung. Đây là tên cho thái tử. Cho thái tử là cả thứ sáu, Raja Kumarasa. À, cách thứ tư, chính xin lỗi. Rồi tiếp theo, câu số 4. Thái tử liền đi đến càng ngăn, ôm lấy con thiên nga và mang nó về hoàng cung để chăm sóc. Thái tử liền đi đến, cái liền đi đến là đi đến ngay lập tức. Nên ở đây phải xài cái trạng từ sahasa nữa. Sahasa trước gần toa. Sahasa người trời liền đi đến xa xa gần toa là liền đi đến để can ngăn thì đi qua đi tu để can ngăn ôm lấy con thiên nga linh nghĩ toa hằng sang và mang nó về bàn cung đi đến càng ngang dùng lấy con thiên nga và mang nó về bàn cung thì pa sa đăng tăng a ha ri để nuôi dưỡng thì po se tung để nuôi dưỡng. Rồi câu thứ 5. Những cung nữ trẻ đẹp ở trong các tòa lâu đài để hầu hạ thái tử suốt thời gian 13 năm. Những cung nữ trẻ đẹp. Ở đây chỉ có chữ trẻ, thiếu đẹp. Thiếu đẹp nữa. Chứ có chữ đẹp. Đó hả? Biết chưa đẹp đã đặt sinh già đặt sinh bí già à, cái này cần thì mình thêm chá vô tại cái này nó dàn kẻ nè vừa trẻ rồi đẹp nữa thì mình thêm chá nó vào được thêm này hay thêm cái ở đây sao thêm hai cái. Còn không thấy có lúc thêm cái thì thêm ở đâu? À, cũng. Tòa lâu đài. Những cung nữ trẻ đẹp ở trong tòa lâu đài. Những cung nữ trẻ đẹp. Để hầu hạ thái tử ở giữa khóc phi nguyên từ cái tê ra xá đó tới chữ pa sa đê để phía trước chữ đá ha ra Đây, câu này mình hiểu đó là có những cung nữ trẻ đẹp. Sư, cái đó là ở tòa lâu đài mà sống coi như là ở lâu đài mà có xung cái hoạt động từ. Nếu mà dùng hô tí sao? Hả? Những cung nữ trẻ ở
Vasati á, Vasung á. Những dùng cái nước rẻ ở trong tòa lâu đài. Ở người sống trong tòa lâu đài. Dùng chữ Vasati. Những cái cách nữa, câu này thì mình có thể viết được hai cách, hoặc là mình sử dụng động từ quá sơ tí. Nếu quá sơ tí thay đổi vị trí là cũ, quá sơ tí thì thay đổi vị trí. Còn không thì dùng dạng này cũng được. Ở trong tòa lâu đài. Thêm cái nào ha, thêm cái hiện tại phân từ đi. Khúc này hình như chưa học hiện tại phân từ mà sư. Ồ, chưa học hiện tại phân từ à? Lớp 1 hả? Trong tòa lâu đài có các cung đẹp trong tòa lâu đài. Để sửa lại dạng động từ đi, dạng động từ nó dễ hơn. Copy reset nó lại đi. Trả lại vị trí cũ. Sửa lại động từ. What song? Những con nữ trẻ đẹp. Không được ta. Passing hả sao? À. What à what? Song. Passing. À. Chung. Song chứ đúng rồi, song. Passing, passing, passing. Passing. Không là in song. À, passa de xuống trong các tòa lâu đài ấy, sư. Trong các tòa lâu đài. Passa de xuống. Sửa lại cái chữ ở đó để chữ sống. Ok, dạ. Đi để nó đi không sao. Rồi chữ sống. Cho cô coi là câu số 4. Trần. Sao?
xong rồi, cảm ơn con. Như xa xa là lớp 2 mới học, lớp 1 không có, sư không có cho ngữ vựng trong đó. Nó tạm từ. Cái chuyện mình là chưa học với sư. Học lớp 2 mới học cái câu từ đó, chặn từ đó. Cái đó trạng từ đứng trước động từ. Dạ phải thêm. Dạ phải sư phải thêm ngữ vựng vô chứ không ngữ vựng không biết những câu đó. Em từ cũng hiểu. Con ngừng nha sư. À. Nhất trở sự tái bại một tí. Lâu không mấy con mở rồi nè sư. Đấy mới được chứ. Chỉnh lên trên xuống nó mới vậy. Xong. Rồi bài 14, thiền sư thứ hai. Trong phần này, sau phần đoạn lịch sử thì có hai phần văn phạm, đó là phần mệnh lệnh cách với lại danh từ trung tính vị ngữ ý như là hoa rí. Đây là phần đoạn văn. Lần thứ hai, thái tử và người đánh xe chăn lá sau khi rời bằng cung đến hoa viên để đi dạo thì nhìn thấy một người bị lâm trọng bệnh đau khổ vừa nằm vừa rên rỉ. Máu mủ nước bọt chảy ra từ các bộ phận của cơ thể như mắt, tai, mũi, miệng, vân vân. Xương cốt của người ấy bị đau nhức giống như đang bị đánh đập. Sau khi hỏi người, hỏi Chanh Nát và biết rằng đó là người bệnh, ngài nói: này Chanh Nát, hãy đánh xe trở về hoàng cung. Khi trở về hoàng cung, thái tử đau khổ sầu muộn và suy nghĩ rằng khi có sinh sẽ có già, có bệnh. Rồi ngài lại nghĩ: ta chắc chắn sẽ bệnh, vì thế ta phải tìm cách thoát khỏi sự sinh già và bệnh. Thì đó là phần đoạn văn. Bây giờ đọc phần từ vựng tí. Rồi phần từ vựng: Bút ti văn lần thứ hai. Nikhamati rời khỏi Chanasarathi, người đánh xe sa nạc. Apathika hoặc là Rogi, người bệnh. Nipachati nằm, Paridevati
rên rỉ. Đúc khi tắng đau khổ, bà hạ nghi là ná bệnh nặng. Galati chảy ra, lô hi tá máu bốc phá là mũ ca dăng gác bộ phận của cơ thể hoặc là chi phần của cơ thể. Khi sô tá khà ná múc khà đi khí có mắt, tai, mũi, lưỡi vân vân. Ác khí là mắt, ác khí là xương xương cốt. A cô tí giá mà ná đang bị đánh. Tú cho tí là đau. Ba chê tú hại đánh xe. Có mùi cho tí thoát khỏi. Cha tí sự sinh. Cha tá là đã sinh. Rồi, bây giờ mời lớp giơ tay lên để tập đọc phần từ vựng này đi. Dạ, xin mời Phật tử Kim Cúc. Dạ, thưa sư, con xin đọc ạ. Từ ngữ. Sư kéo qua giùm. Đú Tí Văn nó đọc từ Đú Tí Văn đó cô. Ok, đọc ra trang này đi, một trang. Micro bị tắt tiếng. Micro bị dừng. Hồi nãy tiếng cô nghe đó, giờ cô mới tắt micro. Ờ giờ nghe đó, giờ cô mở đi. Tắt rồi đó. Giờ nói đi. Đú Tí Văn lần thứ hai. Nikhamati rời khỏi Chana Sarathi, người đánh xe Sanat. Abathika hay là Rogi, người bệnh. Nibachati nằm. Bari Dewati rên rỉ. Dukhita đau khổ. Banha Gilana bệnh nặng. Galati chảy ra. Lohita là máu. Búp bá mũ. Kayanga bộ phận của cơ thể. Akhiso Taga Namu Mukha thi, đi thí là có mắt, tai, mũi, lưỡi. Akhi mắt, ác thí là xương cốt. Akoti Giá Ma Ná đang bị đánh. Ba Chê Tú hãy đánh xe. Ba Môn Chá Tí thoát khỏi. Cha Tí sự sanh. Cha Tá đã sanh. Rồi hết rồi hả? Rú Si Tá là đau. Á Cô Tí Giá Ma Ná đang bị đấm. Thưa sư xin hết rồi. Dạ xin mời cô tu nữ thiệt cảm. Bạch sư mở màn hình lên giùm con. Dạ con chưa thấy sư. Rồi. Đọc từ đi bách cho tí. Dạ. Đúng tí, à, dạ con xin đọc ngữ vựng ạ. Đú Tí Văn lần thứ hai. Ních Khá Má Tí rời khỏi Cha Ná Ra Sa Ra Thi, người đánh xe Sa Nạc. A Pa Thí Cô Thí Cá Rô Ghi, người bệnh. Ní Bách Chá Tí là nằm.
Bá rí đê quá tí, rên rỉ, đúc khí tá, đau khổ, ban há, ghi la ná, bệnh nặng, gá lá tí, chảy, chảy ra, lô hí tá, máu, bất bá, mũ, ca văn gá, bộ phận cơ thể, ác khí sô tá, kha ná, múc kha đi hí, có mắt, tai, mũi, lưỡi, vân vân, ác khí, mắt, ác khí, xương cốt, a cô ti, giá ma ná, đang bị đánh, rú chí tá, đau, ba chê tú, hãy đánh xe, bá môn chá tí, thoát khỏi, cha tí, sự sanh, cha tá, đã sanh. Phật sư con đọc xong rồi ạ. Dạ, xin mời Phật tử Diệu Thủy. Dạ, bạch sư con xin đọc ngữ vựng ạ. Đút tí răng, lần thứ hai, nít khá má tí, rời khỏi, chăn ná, xa rá thí, người đánh xe xa nặc. Á ba thí cá, rô ghi, người bệnh. Nít bá chá tí, nằm, bá rí, đê quá tí, rên rỉ, đúc khí tá, đau khổ, ba há, gí, la ná, bệnh nặng, gá lá tí, chảy, chảy ra, lô hí tá, máu, búp bá, mũ, ca gian gá, bộ phận của cơ thể, á khí sô tá, gà, ná múc kha, đi hí, có mắt, tai, mũi, lưỡi, vân vân, ác khí, mắt, ác thí, xương cốt, a cô tí, da, ma ná, đang bị đánh, ru chí tá, đau, pa chê tú, hãy đánh xe, pa môn chá tí, thoát khỏi, cha tí, sự sanh, cha tá, đã sanh. Bạch sư con đọc xong rồi ạ, con cảm ơn. Xin mời Phật tử Tiên Mã. Dạ, thầy sư xin đọc ngữ vựng. Đu ti văn lần thứ hai. Tiết khá má tí rời khỏi. Chê ná xe ra thi, người đến xe xe nạc. A ba thi kê, và gô ri, người bệnh. Ní bát chá tí nằm. Bá rí đê quá tí rình rỉ. Trúc khí té đau khổ. Ba hái ghi la ná bệnh nặng. Ghe la tí chảy ra. Lô hí té máu. Bút bé mũ. Cây dân ghé bộ phận cơ thể. Ác khí sô té. Khe ná mú khe đi, ý có mắt tai mũi lưỡi vân vân, ác khí mắt, áp thí xương cốt, akuti yemene đang bị đánh, rú chi tá đau, bà chi tú hãy đánh xe, bà mùn che tí thoát khỏi, che tí sự sanh, che té đã sanh. Dạ thưa sư xin hết. Dạ, xin mời Phật tử Quang Thanh. Dạ, thưa sư Phật xin đọc ngữ vựng. Tú tí dâm là lần thứ hai. Ních cá má tí là rời khỏi. Chăn ná sa rát chi là người đánh xe sa nặc. Ní bách chá tí là nằm. Bá rí đê quá tí là rên rỉ. Túc ký tá là đau khổ. Ba ha ký la ná là bệnh nặng. Gá la tí là chảy và chảy ra. Lô hí tá là máu. Úp bá là
Karanga là bộ phận cơ thể. Akhi Sota 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 Ga Mat Mukha Bihi là có mắt, tai, mũi, lưỡi. Akhi là mắt, Akhi là xương cốt. A cô tí ra ma ná là đang bị đánh. Lu tu chí tá là đau. Ba chê tú là hãy đánh xe. Bá môn chá tí là thoát khỏi. Cha tí là sự sanh. Cha tá là đã sanh. Dạ thưa sư. Xin mời Phật tử Lâm Thị Nương. Dạ bà sư, con xin đọc vựng ạ. Đức tí dân là lần thứ hai. Đức khá mát tí là rời khỏi. Chân ná sa rá thi là người đánh xe sa nặng. A bá thí cô hoặc là rô ghi là người bệnh. Đức ba chá tí là nằm. Bá rí đê quá tí là rên rỉ. Khi ta là đau khổ. Lúc khi ta là đau khổ. Ba là ghi. Ba là ghi là ná là bệnh nặng. Ga la tí là chảy ra. Lô hi tá là máu. Úp bá là mũ. Ca dân gá là bộ phận cơ thể. Akhi Sota Gan Gana Mukha Thi Mukha Di Hi là có mắt, tai, mũi, lưỡi. Akhi là mắt. Akhi là xương cốt. Ako Tí Giá Ma Ná là đang bị đánh. Ruchita là đau. Bà chê tú là hãy đánh xe. Bám môn cha tí là thoát khỏi. Cha tí là sự sanh. Cha tá là đã sanh. Và bà sư con xin hết. Dạ có còn một tử nào muốn đọc không ạ? Dạ thưa sư con đọc. Ngữ vượng Đô-ti-giang lần thứ hai. Nikha-ma-tí rời khỏi. Chana-sa-ra-thi người đánh xe xa nặng. A-ba-thi-ca Rô-ri-rô-ghi người bệnh. Nipa-cha-tí nằm. Ba-ri-đê-quá-tí rên rỉ. Đô-khi-tá đau khổ. Ba-lá-ghi-la-ná bệnh nặng. Ga-la-tí chảy ra. Lô-hi-tá máu. Búp-bá mũ. Ca văn gá bộ phận của cơ thể. Ác khí sô tá kha ná mú kha đi hí có mắt, tai, mũi, lưỡi. Ác khí mắt, ác khí xương cốt. A cô ti giá ma ná đang bị đánh. Rú chí tá đau. Ba chê tú hãy đánh xe. Bá mông chá tí thoát khỏi. Cha tí sự sanh. Cha tá đã sanh. Dạ thưa sư, Phật tử đã đọc hết rồi. Rồi, giờ chúng ta xong phần học bài tiếp theo. Phần tiếp theo đó là phần mệnh lệnh cách. Mệnh lệnh cách. Mệnh lệnh cách là Panyami Vipatti. Câu
trong tiếng Bali thì mọi lần cách thường được sử dụng trong các trường hợp sau, để ý để mình sử dụng nó. Thí dụ như là dùng để sai bảo người nào đó thì người ta sử dụng mệnh lệnh cách channa anto pu rang nivati tung ya nang pa chi hi này channa, hãy đánh xe trở về hoàng cung. Thì ở đây bắt động từ pa chi hi là sử dụng ở dạng mệnh lệnh cách, tức là sai ai đó. Thứ hai, ví dụ hai đó là ehi bhikkhu svakkhato thammo cara brahmacariyang sammaduttassa antakiriyaya. Thì ở đây mình có tới hai động từ được sử dụng ở dạng mệnh lệnh cách. Tên đó là động từ eti, và nó được chia ở cách thứ hai, ngôi thứ hai số ít là e hí. Này thì khu hãy đến. Câu này thường Đức Phật Ngài sử dụng để cho một vị tỳ kheo xuất gia bằng hình thức thiền lai tỳ kheo. Svakkhato thammo, pháp đã được khéo thuyết giảng. Chara, chara ở đây cũng là động từ ở dạng mệnh lệnh cách, ngôi thứ hai số ít. Chara, hãy thực hành. Brahmachariyang, phạm hạnh để đoạn tận. Antakiriyaya, để đoạn tận. Hãy thực hành phạm hạnh một cách chân chánh. Sama đây là chân chánh, để đoạn tận khổ đau. Dukkhassa Brahmachariyaya Antakiriyaya. Thì ở đây mình có hai động từ, đó là động từ ehi và động từ chara, sử dụng ở mệnh lệnh cách. Thứ hai đó là dùng trong ý nghĩa, đó là cầu khẩn hay ước muốn một điều nào đó, người ta cũng thường hay sử dụng mệnh lệnh cách. Ví dụ câu mà mình hay đọc đó là y đăng nô nha ti năng hô tú Sukita hồn tú nhà tại vô, xin cho phước này. Cái chữ y đăng ở đây nó sử dụng thay cho cái chữ phun nhan, nên dịch nó là phước này có để có đến ô tú, có đến thân bằng kiến thuộc của chúng tôi. Rồi xin cho thân bằng của kiến thuộc của chúng tôi có được sự an vui. Để đây mình có hai động từ, đó là động từ hô tú và hôn tú, mà mình dịch là xin trong ý nghĩa cầu khẩn hay là ước muốn. Hoặc là câu này mình có thể dịch là mong cũng được, mong cho phước này có đến thân bằng kiến thuộc của chúng tôi, mong cho các thân quyến của chúng tôi có được sự an vui cũng được. Câu thứ hai đó là y đăng quát tân nô phù nhàng a sa quát khai gia quá hàng hô tú, đó là nguyện cho phước này. Cái chữ hô tú, động từ hô tú anh em dịch là nguyện, hoặc là xin, xin cho phước này. Em dịch cái thì của cái cách của động từ trước, rồi chúng ta dịch danh từ gom chung với nó. Nguyện cho phước này của chúng tôi, nguyện cho phước này của chúng tôi, y đăng vát tá nô phu nhân, nguyện cho phước này của chúng tôi dẫn đến hay là mang lại sự đoàn tận các lậu hoặc, tức là cái phước này nó là cái duyên để đưa đến sự thành tựu các lậu hoặc. Câu này nôm na nằm hiểu vậy. Nên tại cái cấu trúc quan thì người ta viết như vậy. Thì cái đó là cách thứ câu thứ hai, cái ví dụ thứ hai, cách sử dụng thứ hai đó là cầu khẩn hay ước muốn. Thứ ba đó là dùng để chúc tụng,
đến người nào đó, ví dụ như là xúc khăn tâm ha cam hô tú, chúc các bạn được ăn vui. Cái câu này á, thì ở trong Bali nó đúng là sao, sự an vui, xin cho sự an vui có đến bạn, theo câu Bali của nó là vậy. Mà thường còn trong cái cấu trúc câu tiếng Việt mình không có nói như vậy, nhờ chúc các bạn được an vui. Mà theo câu Bali của nó thì đó là xin cho sự an vui có đến các bạn. Ý chí tăng và tí tăng túm hàng khi ba mê và xa mít chạch túc. Câu này câu mà Đức Phật độc giác thường hay nói khi người ta cúng dường cái gì đó, thì chúc cho sự mong mỏi, sự ước muốn mà chống được thành tựu đến các bạn. Cái câu này nếu mình nói theo lưu văn tiếng Việt mình thì nó giống như là chúc cho bạn được thành tựu như ý muốn. Cái câu này là vậy, nhưng mà ta theo người cái lối Bali, văn Bali thì người ta biết này, tức là mình có ichi tăng đó là quá khứ phân từ, pati tăng là quá khứ phân từ, nhưng mà nó dùng như là danh từ, cho nên mình dịch là sự mong mỏi, sự ước muốn. Ichi tăng là sự mong mỏi, pati tăng là sự ước muốn. Đây dịch cho khác nhau một tí thôi, chứ thật ra hai động từ này nó gần giống nhau. Mau chóng khi băng y quá, khi bao mì quá là mau chóng được thành tựu, smith chất túc được thành tựu đến các bạn. Đó. Mong cho các bạn sớm thành tựu như ý nguyện. Như vậy cái câu nói mình nói vậy, nhưng mà cái lối văn thì biết theo cách này. Thì đó là dạng động từ ở lần mà lần cấp mình sử dụng trong ba trường hợp như vậy. Dạ. Một là dùng để sai bảo một người nào đó. Thứ hai là dùng để cầu khẩn hay ước muốn. Thứ ba đó là dùng để chúc tụng. À. Rồi đây là bản chia của động từ dạng mà lệnh cách. Mình có ngôi thượng hay là ngôi thứ nhất, A-hang đó là Pachami, số nhiều mỹ văn là Pachamán. Cái trong trường hợp này chúng ta thấy là nó giống ở thì hiện tại. À, bái cha mí, bái cha má giống y hệt thì hiện tại. Nhưng mà trong cái câu văn á, nó sẽ khác nhau. Và thí dụ như là Phút thăng ta ra năng ghé cha mí. Thí dụ vậy. Câu đó mình đâu có dịch là tôi đang đi đến Đức Phật. Nếu mình là tôi đang đi đến Đức Phật thì nó là thì hiện tại. Còn nếu mình dịch là con xin quy y Phật thì đó là dịch theo mệnh lệnh cách, là trong cái ý nghĩa đó là cầu xin. À, chúng ta để ý nó, cái câu Phú Thăng Sa Ra Năng cái Tha Mí đó là cái câu đó là sử dụng dạng mệnh lệnh cách chứ không phải thì hiện tại. Rồi ngôi trung hay là ngôi thứ hai đó là Bái Chá, Bái Chà Hí. Số nhiều thì Bái Chá Thác. Mà nãy mình gặp động từ là dạng chá rác thì nó đồng nghĩa với chữ là bay chá. Còn cái chữ ê hí lúc nãy đó là động từ nó hơi đặc biệt một tí, nó dạng hơi ngoài lẹ một tí. Đúng ra nó phải là a hí thì nó mới đúng, nhưng mà dạng ê hí đó là dạng là động từ nó hơi ngoài lẹ một tí. Dạ. Rồi ngôi thứ ba số ít, ngôi sơ và ngôi thứ ba số ít đó là bách chú, bách chất tú, số nhiều là bách trầm tú. Nó cũng gần gần giống như là thì hiện tại, khác chút đỉnh thôi. Bây giờ chúng ta sẽ chọn động từ, học luôn cái danh từ qua rí cái đi ha, rồi chúng ta tập chia động từ và danh từ. À, trong phần này mình có còn học thêm một cái danh từ trung tính vị ngữ ý như là hoa rí là nước. Ở đây mình có bản chia đó là chủ
chú cắt số ít qua rí số nhì qua rí ní đối cắt số ít đó là qua rí số nhì qua rí ní sử dụng cắt số ít đó là qua rí na số nhì qua rí phí chỉ định cắt số ít đó là qua rí no qua rí sa số nhì qua rí năng xúc sức cắt số ít đó là qua rí na qua rí ha qua rí ma số nhì qua rí phí sở thuộc cắt số ít đó là wari no wari sa suy nhì wari năng định sở cắt số ít đó là wari ni wari hi wari ni suy nhì wari su hô cắt số ít đó là wari 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 ni. Bây giờ chúng ta sẽ xem cái bảng tập chia để mình chia nó ha. Bây giờ chúng ta chập chia cái bảng mệnh lệnh cách trước động từ dạng mệnh lệnh cách trước à, chọn động từ dạng mệnh lệnh cách trước để mình tập chia. Cái bảng này nó đưa qua cái máy này không biết sao nó chạy chưa. Rồi bây giờ mày lớp giơ tay lên để mình chia động từ dạng mệnh lệnh cách. Ví dụ ở đây nãy mình cứ chia giống cái bảng theo ở trên xuống theo Pali cũng được. Pathama Purisa Ekavachana So để sẽ kéo ra tí nữa cho hết. Ê, ở đây người ta để sâu xa tăng để cho cả ba tính nhưng mà mình chia một cái được rồi. Pathama Purisa Ekavachana Pathama Purisa Ekavachana So So Pachatu Pahuvachana Pachantu Machima Purisa Ekavachana Tvang Pacha Pachahi Sunyi Tumhe Pachatha Uttama Purisa Ekavachana Ahang Pachami Su Nhiệm Yang Pachama. Mình tập chia vậy à, chọn một động từ nào đó ở dạng ác đi, chúng ta chọn ở dạng ác để cho nó dễ chia. Rồi xin mời lớp cô Phan mời lớp. Xin mời Phật tử Kim Cúc. Thưa sư, cô xin chia động từ Bí Quá Tí Uttama Purisa Ekavachana cha Ekavachana Ahang Biwami Bahuvachana Mayan Bi Biwama Machima Purisa Ekavachana Toàn Bí Hòa Hí Bá Hú Hoa Chánh Ná Tùm Hề Bí Hòa Thá Bá Thá Má Bú Rí Xá Ê Cá Hoa Chánh Ná Sô Bí Hòa Tú Bá Hú Hoa Chánh Ná Bí Hòa Tú Tê Bí Hòa Tú. Thưa sư xin hết ạ.
Xin mời cô tu nữ Diệu Bảo. Bạch sư, con xin kia động từ mệnh lệnh cách. Nè, há ra tí. Bát tham má bồ đề sa e ca quá cha na so ha ra ha ra tú ba hu quá cha na ha ran tú tê ha ran tú mắt chi má bồ đề sa e ca quá cha na ha ra ha ran ni hí ba hu quá cha na tâm hề ha ra tha Uttama Purisa Ekavachana Ahang Harami Bahuvachana Mayang Harama. Con xin hết ạ. Dạ, có còn Phật tử nào muốn đọc không ạ? Mình nói gì không có nói lớp bữa nay có 14 người hả? Dạ. Còn ai đọc nữa không? Dạ thưa sư, con xin đọc. Con con xin chia động từ quanh đá tí đảnh lễ dạng mình lệnh cách. Ủa sư đọc từ dưới lên được mà sư? Được. Dạ. Uttama Purisa Ekavachana Ahang Vandami Bahuvachana Mayang Vandama Majjhima Purisa Ekavachana Toàn Vanda 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 Hi Bahuvachana Tùm Hề Vanda Tha Patama Purisa Ekavachana So So Vanda Văn đá tú, bao quá cha ná tề, văn đánh tú. Dạ thưa sư, xin hết. Dạ, xin mời Phật tử Diệu Thủy. Dạ, bạch sư, con xin tập chia động từ như là ích chá tí muốn có được không ạ? Được. Dạ. Út tá má pú rí xá, ê cá quá cha ná, á hằng ích chá mí, bao hú quá cha ná, má răng, ích cha má mắc chí ma purisa e cá quá cha ná toàn ích cha tá ích cha hí ba hú quá cha ná tùm hề ích cha thá pát thá ma purisa e cá quá cha ná sô sa tăng ích cha tú ba hú quá cha ná tê ta ta ní ích chan tú. Bạch sư, con xin hết ạ. Xin mời Phật tử Lâm Thị Nương. Dạ bạch sư, con chia động từ vừa qua đó tí là nói. Uttama Buddhiraya Eka Vachana Ahang Vadami Bahu Vachana Mayang Vadama Ma chi ma bun ri sa toàn quá đá toàn e ca quá cha ná là toàn quá đá hi ba hú quá cha ná là tùm hê quá đá thá ba thá ma pu ri sa e ca quá cha ná là sô quá đắc tú ba hú quá cha ná là tê quá đăng tú. Dạ bạch sư, con xin hết. Dạ có còn Phật tử nào muốn đọc muốn chia không ạ? Dạ sư, chắc qua phần kế tiếp đó sư, chia vào cái bản này tí. Bây giờ nó có một cái bản này nó không có ở trong sách bài học, nhưng mà phần này mình cũng học thêm nó. Bạn cũng dạng mà lệnh cách
nhưng mà nó dạng ở dạng E, à, dạng E chúng ta tập chi luôn như là D, C, tí. Thí dụ như là Pathama Purisa Eka Vachana So D, C, tú. Pahu Vachana T, D, C, tú. Machima Purisa Eka Vachana Thuang D, C, hí. Pahu Vachana Tom He D, C, thá. Uttama Purisa Eka Vachana Ahang D, C, mí. Pahu Vachana Mayang D, C, má. Cái bảng này thì chúng ta chọn các danh từ mà nó bằng hàng, bằng E, à, các động từ bằng E, xin lỗi, các động từ bằng E để chúng ta chia nó ha. Rồi xin mời đó. Dạ bà sư sẽ kéo cái màn hình xuống một xíu, tụi con coi cái phần ở trên để chọn động từ. Động từ dạng bằng E thôi đó có gì. Dạ xin mời Phật tử Kim Cúc. Thưa sư, con xin chia động từ bát thê tí là ước mong á sư. Uttara purisa eka vachana ahang bát thê mí bahu vachana mayang bát thê má machima purisa eka vachana toàn bát thê hí bát hú bát cha ná tâm hề bát thê tá bát thê thá bát tha ma bú ri sa e ca vá cha ná sô bát thê tú bát hú bát cha ná bát bát thăng bát thèn tú tê quên xin lỗi tê bát thèn tú thưa sư xin hết. Xin mời Phật tử Diệu Thủy. Dạ, bạch sư con xin chia động từ pa lê tí là hộ trì có được không ạ? Con xin chia. Uttama purisa eka vachana ahang pa lê tê mí bahu vachana má rằng pa lê tê má Machi ma purisa eka vachana toàn pa lê tê hí bahu vachana tum hê pa lê tê thá patha ma purisa eka vachana so sa tăng pa lê tê tú bahu vachana tê ta ta ní pa lê ten tú. Bạch sư con xin hết ạ. Dạ xin mời cô Phụ nữ Diệu Bảo. Dạ bạch sư, con xin chia động từ VD tí cảm thấy thọ hưởng được không sư? Uttama Purisa Eka Vachana Ahang VD mí Bahu Vachana Má Dằn VD má Machima Purisa Toàn Machima Purisa Eka Vachana Toàn Quê Đề Hí Bahu Vachana Tâm Hề Quê Đề Thá Pathama Purisa Eka Vachana So Quê Đề Tú Bahu Vachana Quê Đen Tú Tê Quê Đen Tú. Dạ con xin hết ạ. Dạ xin mời Phật tử Lâm Thị Nương. Dạ bác sư, con chia cái động từ là ú đê tí là mọc có sư, mọc ví dụ như mặt trời mọc chẳng hạn. Dạ ú tá má ú ri xá ê cá quá chá ná á hằng ú đê mí ba hú quá chá ná má giăng ú đê má ma chí ma pú ri xá ê cá quá chá ná toàn ú đê hí bà hú quá chán á tùm hề ú đê thá bà thá ma pù rí xá ê cá quá chán á ú đê tú
Bahu Vachana Te Ude Tu. Dạ bạch sư con xin hết. Dạ có còn Phật tử nào muốn đọc không ạ? Có, cho chị Tiên đọc. Dạ chị đọc, mời chị Tiên mã. Dạ thưa sư xin đọc. Con chia động từ Mình tư Uttamā purisa eka vacana aham mantami bahu vacana mayam mantama macchima purisa eka vacana tam mantasi bahu vacana tumme mantatha Vatham ma purisa eka vachana so satam mante ti mante tu bahu vachana te te tani mante ti mante 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 tu mante ti. Dạ thưa sư xin hết. Thưa sư con xin chia từ ba chê tí đánh chữ đánh xe. Uttama purisa eka vachana ahang pa chê mi bahu vachana ma yang pa chê ma macchima purisa eka vachana toàn pa chê hi bahu vachana tùm hề pa chê tha patama purisa eka vachana so pa chê tú bahu vachana tê pa chê tú. Dạ thưa sư xin hết. Dạ có còn phật tử nào muốn đọc mà? Dạ thưa sư hết rồi. Bây giờ chúng ta chuyển sang bản danh từ ha. Bản danh từ Wari. Ôi thôi 9 giờ mấy à, bây giờ mình cả kết thúc ở đây đi, kỳ sau mình sẽ tập chia thêm cái bản đó rồi à, chúng ta trả lời câu hỏi với đoạn văn ha. Xin mời lớp nghỉ. Mời cô tên đi. Dạ, buổi học đã kết thúc. Chúng con kính tri ân sư đã dành thời gian giảng dạy Bali cho chúng con. Dạ, kính mời cô tu nữ Phúc Hạnh thay mặt lớp tụng kinh hồi hướng phúc báo có đường đến chư thiên. Dạ, xin mời cô. Dạ. Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Con kính đảnh lễ sư. Hôm nay con xin đại diện lớp, con xin hồi hướng đến chư thiên. Akasattha cha phammattha devanaga mahittika Punyang no anumodan tu chi rang jakhan tu sa sanang Akasattha cha phammattha devanaga mahittika Punyang no anumodan tu chi rang jakhan tu no garo Akasattha cha phammattha devanaga Mahithika buồn nhân nô anu mô đàn tu chi rằng rác khám tu nhà ta vô. Akasattha cha phẩm mát thà đệ và nà gà Mahithika buồn nhân nô anu mô đàn tu chi rằng rác khám tu bà ni nô. Akasattha cha phẩm mát thà đệ và nà gà Mahithika buồn nhân nô anu mô đàn tu chi rằng rác khám tu nô sa đà. Y đăng vá ta nô buồn nhân a sa vá kha ya vá hằng hồ tu an a gá tê ca lê. Sa thú sa thú. Dạ kính mời quý học viên trở lại lớp Bali vào ngày thứ ba hàng tuần vào lúc 19:30 tới 21:00. Chúc sư và lớp học có nhiều sức khỏe và tiến hóa trong đạo pháp. Kính chào các lớp. Con kính tri ân sư buổi học hôm nay ạ. À. À, xin mời lớp nghỉ. Con kính tri ân sư ạ. À. Dạ, con kính tri ân sư. Chúc sư khỏe. Con sư ngủ ngon. Dạ, con kính tri ân sư buổi học hôm nay ạ. À.